Tình Bến Tre xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh YouTube của Người Tình Bến Tre. Dạ, hôm nay em làm clip khu lưu niệm con tàu không số đường mòn Hồ Chí Minh trên biển đặt tại xã Thành Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thành Phong, căn cứ tiếp nhận vũ khí Bắc Nam năm xưa, một vùng đất ven biển đông dải dầu trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên, lắc lay trong gian khó của những năm kháng chiến. Đó là một vùng đất đứng mũi chịu sào, từng nếm trải bao cuộc càn quét đẫm máu của giặc nhưng vẫn đứng vững không hề nao núng. Căn cứ địa cách mạng Thành Phong, huyện Thành Phú, Bến Tre trước năm 1975 bao gồm cả xã Thành Hải hiện nay, nằm cuối cù lao Minh, vùng đất ven biển đông dài hơn 20 km này được giới hạn bởi hai cửa sông lớn là Cổ Chiên và Hàm Luông, một không gian xa ngút mắt và rừng ngập nước, cồn bãi, nõng cát, con rồng, những xóm, nhà hầm, nhà được làm sâu dưới đất, trên mái ngụy trang để tránh phi pháo. Ngày đêm nghe tiếng sóng biển vỗ vọng chập trùng, chỉ khi đến Thành Phong rồi nhìn lại đoạn hành trình đã đi, ta mới thấy hết được sự heo hút nhưng mang tầm chiến lược của một vùng đất. Chính vì vậy mà ngay thời kỳ kháng Pháp rồi đến chống Mỹ, cách mạng đã chọn Thành Phong làm căn cứ địa và một trong những bến đến của đường Hồ Chí Minh trên biển. Mở đường ra Bắc, người đầu tiên chính là nữ tướng Nguyễn Thị Định. Mùa gió Nam năm 1946 tại Vàm Khâu Băng, Thành Phong, bà Nguyễn Thị Định cùng đoàn cán bộ khu 8 xuống tàu, bí mật vượt biển ra Bắc để xin tài liệu, vũ khí mang về Nam phục vụ đánh Pháp. Ra đến Bắc, bà Nguyễn Thị Định được gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương và bà đã nói lên nguyện vọng thiết tha của quân nhân miền Nam là rất cần vũ khí để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nguyện vọng được chấp thuận, song theo ông Nguyễn Văn Châu, đạo khuất, nguyên tổng cục phó tổng thông tin báo chí xuất bản miền Nam năm 1976, chuyến đi mở đường của bà Nguyễn Thị Định và các vị cùng đi không nhận vũ khí từ miền Bắc mà trở về, nhận tại Phú Yên từ các đoàn tàu hỏa Bắc Trung. Bởi lẽ, những năm 1946, năm 1947, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là vùng vẫn còn sự kiểm soát của Việt Minh và là vùng đất của thủ phủ Ủy ban kháng chiến miền Nam, nhận vũ khí Phú Yên, con tàu bí mật làm cuộc hải hành về Nam, cập bến an toàn tại Thành Phong và mùa gió chướng năm 1947. Những chuyến sau đó từ năm 1947 đến năm 1948 có chuyến chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam thay vì phải cập bến đồn Cồn Bửng, Thành Phong, Nhân Lạc, Vũng Luông, Thới Thuận, Bình Đại. Ông Nguyễn Văn Châu lúc đó là cán bộ hoạt động tại địa bàn Thới Thuận, Thừa Đức, là người từng liên lạc với đơn vị có trách nhiệm tại Thành Phong đến nhận tài liệu vũ khí từ con tàu trên khu Sài Gòn mới. Sau đồng khởi năm 1960, các đơn vị bộ đội địa phương chủ lực miền, các cơ quan dân chính đảng, nhân dân từ vùng bị địch tạm chiến đến đóng quân công tác sinh sống tại Hồ Cỏ, Thành Phong rất đông đúc. Ông Lê Quang Vũ, cán bộ an ninh hoạt động tại Thành Phong lúc đó nhớ lại, những đơn vị bộ đội đến rồi đi nườm nượp tại Hồ Cỏ, hàng quán san sát, đêm ánh sáng đèn mông sông treo giăng giăng sát choang một vùng rừng, rồi buôn bán sinh hoạt văn nghệ học tập cho đến khuya khoắt, cảnh tượng xôn xao chẳng khác như chợ trên thành. Chính vì vậy mà người ta gọi Hồ Cỏ là khu Sài Gòn mới, một Sài Gòn mới ngay giữa lòng căn cứ địa kháng chiến Thành Phong. Nhưng bước sang năm 1963-1964, Sài Gòn mới không còn nữa. Đất và người Thành Phong bắt đầu đối mặt với những trận càn đẫm máu vì địch phát hiện ra Thành Phong là điểm xuất phát và tiếp nhận vũ khí Bắc Nam. Ông Năm Phương, nguyên bí thư huyện ủy Thành Phú kể,
Người dân bám đất Thạnh Phong bấy giờ phải rút xuống sông dưới những ngôi nhà hầm. Những ngôi nhà đó được đào sâu dưới đất cát, mái lợp lá và được trồng thả lên mái là rau muống, biển hoặc các loại dây leo khác để ngụy trang tránh máy bay địch. Mùa Tết là mùa sóng bổ gền. Ở dưới nhà hầm, sóng bổ gền nghe càng rõ. Đó là một loại sóng thật kỳ lạ. Nó cứ vỗ âm âm trong lòng đất, từ ngoài biển kéo vào. Vừa nghe đến chỗ này đã kéo đến chỗ kia. Âm thanh của nó như một cuộc đuổi bắt bất tận. Anh Hai Nhã của bên tiểu đoàn 261, người từ nhỏ đến lớn sống tại Hồ Cỏ nói: đêm giao thừa, ngồi dưới nhà hầm, người ta bắt radio Đài Giải Phóng nghe bác Hồ đọc lời chúc Tết giữa tiếng sóng bổ gền. Sáng mùng 1 Tết lại mở radio nghe bản tin đọc chậm. Cái Tết chỉ vậy thôi. Và tiếp nối những ngày sau đó là bom đạn vẫy đầy, bom từ B-52 trút xuống, pháo hạng nặng từ hạm đội 7 của Mỹ đậu ngoài biển Đông nã vào. Tại cồn rừng Hồ Cỏ cũng là nơi diễn ra trận chống càng đẫm máu giữa lực lượng bảo vệ căn cứ và địch trong 21 ngày đêm giáp Tết năm 1964 đến ngày thứ 21. Thế trận Hồ Cỏ vẫn cứ như cái gân gà khó nuốt. Càng đánh, địch càng bị tiêu hao sinh lực nên cuối cùng địch phải rút lui. Căn cứ địa bến bãi Thạnh Phong được bảo vệ an toàn. Một trong những chứng tích chiến tranh từ trận chống càng trên đó là ngôi mộ tập thể 21 người dân ở Hồ Cỏ. Cả 21 người trên, thực ra chỉ có 19 người lớn nhưng hai phụ nữ đang mang thai, trốn máy bay oanh kích cùng một hầm. Thế rồi bị một trái bom napalm thả xuống ngay miệng hầm. Ngày nay, để tưởng nhớ những người dân vô tội, nơi vị trí hầm cũ được xây lên một ngôi mộ tập thể, mộ 21 người. 5 năm sau, con số 21 đau thương lại lặp lại trên đất Thạnh Phong. Đó là vào đêm 15 tháng 2, 1969, Đại úy Bob Carey chỉ huy một toán lính biệt kích siêu của Hải quân Mỹ đột nhập vào ấp 5 xã Thạnh Phong gần Vàm Khâu Băng, rồi ra lệnh giết 21 thường dân đang trú ẩn trong hầm, nạn nhân người bị mổ bụng, người bị đập đầu vào cối xay. Cách đây 5 năm, có lúc báo chí tại Mỹ đã phanh phui về tội ác chiến tranh này. Những con tàu không số. Với kinh nghiệm từ thời Pháp, nhất là sau chuyến đường mở rộng vượt biển đầu tiên của bà Nguyễn Thị Định, khu ủy Trung Nam Bộ khu 8 phân công đồng chí Nguyễn Văn Khước, 10 Khước tiếp tục tổ chức thực hiện vượt biển ra Bắc, xin chi viện vũ khí. Để giữ bí mật, tên gọi ban đầu của bộ phận công tác quan trọng này là ban sản xuất tự túc. 15 đồng chí đã được chọn. Dưới đây là những chuyến tàu mang dấu ấn quan trọng do ông Lê Minh Đào, nguyên đại tá phó tư lệnh khu 8 kể lại khi ông còn sống. Chuyến tàu xuất phát tại Cồn Cha, xã Thạnh Phong ngày 18 tháng 8 năm 1960 và mãi đến ngày 10 tháng 9 năm 1962 mới được lệnh về Nam. Tàu cập bến tại Vàm Lũng, Cà Mau. Kể về chuyến tàu này, ông Lê Công, một thủy thủ của tàu quê quán Cồn Điệp, Thạnh Phong nay đã mất, cho biết khoảng tháng 3 năm 1960, con tàu xuất phát tại Cồn Tra. Tàu có trọng tải khoảng 18 tấn, mua lại của ngư dân miền Trung. Mật khẩu sử dụng khi vượt biển vào lãnh hải miền Bắc xã hội chủ nghĩa là đơn vị 106NB đi tìm anh 3D. Sau khi vượt biển an toàn, số đồng chí trên tàu ở lại miền Bắc gần 2 năm. Chuyến trở về miền Nam để bí mật diễn ra với tàu cây, loại tàu đánh cá để ngụy trang mang tên ám hiệu Phương Đông 1 và 2. Mỗi tàu chở hàng chục tấn vũ khí các loại, chỉ đạo chung là phải cập bến Vàm Lũng Cà Mau và nếu chẳng may có trắc trở gì, mới cập bến Cồn Lợi, Cồn Bẩn Thạnh Phong. Về đến Vàm Lũng, tàu phải mật báo lại, cho biết là đã đến cây mắm. Còn nếu đến các bãi bến tại Thạnh Phong, Bến Tre thì báo là cây đước. Hai tàu Phương Đông đã cập bến an toàn tại Vàm Lũng, Cà Mau cuối tháng 9 năm 1962. Cũng vào thời gian ấy, tại xẻo dôi Cồn Lợi, Thạnh Phong, một tàu chở 10 tấn vũ khí
cũng cập bến an toàn. Tuy nhiên, chuyến này sau khi rút ga để quay về miền Bắc thì bị máy bay địch phát hiện. Các cán bộ trên tàu quyết định hủy tàu để giữ bí mật bến bãi. Chuyến lớn nhất chở 80 tấn vũ khí cập bến Thạnh Phong cuối năm 1963. Khi tàu gần tới bến biển Thạnh Phong thì bị mắc cạn phía ngoài cồn lớn. Ông Nguyễn Sơn, Sơn ớt, nguyên chính ủy A101. A101 là mật hiệu bến tiếp nhận vũ khí Bắc Nam tại Thạnh Phong, kể phải huy động hết các lực lượng vũ trang và nhân dân tại Thạnh Phong để bốc dỡ hàng. Đến những 3 ngày đêm mới bốc hết. Sau đó, đồng chí Tư Bôn, thường vụ khu ủy phụ trách đoàn 962, cho lệnh dùng thuốc nổ TNT hủy tàu. Và chính tôi, Nguyễn Sơn, là người châm ngòi nổ. Chuyến tháng 10 năm 1970, sau 5 năm nối lại đường dây bến bãi, chở 30 tấn vũ khí cập bến an toàn ngoài cồn bẩn, vũ khí nhanh chóng được chuyển về khu. Dù rằng lúc này qua chiến dịch Bình Định sau Tết Mậu Thân năm 1968 của địch, đồn tốt địch đã đóng dân khắp Thạnh Phong, mọi hoạt động tiếp nhận vũ khí càng khó khăn và khốc liệt gấp đôi. Chuyến cuối cùng ở 50 tấn hàng đến Thạnh Phong vào cuối tháng 11 năm 1970, lúc còn đánh cách bờ biển chừng 20 hải lý, tàu bị tuần tiễu của địch phát hiện, siết chặt vòng vây. Sau cuộc đọ súng ác liệt nhưng không cân sức, chi bộ trên tàu quyết định hủy tàu rồi cho lệnh các chiến sĩ còn sống sót rời tàu bơi vào bờ bằng thúng nan. Năm chiến sĩ bơi vào tới bờ nhưng 3 người đã lọt qua phía vùng đất do địch kiểm soát thuộc huyện Ba Tri và đã không còn có thể nhìn thấy ngày thống nhất của nước nhà. 50 tấn hàng cũng đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển khơi. Và giờ đây nơi này là khu du lịch nổi tiếng Cồn Bẩn, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Và rất nhiều du khách đến đây tắm biển, giải trí, nghỉ dưỡng. Tuy còn rất hoang sơ, nhưng vẻ đẹp nơi đây thu hút rất nhiều du khách. Video đến đây sắp kết thúc. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thấy video có hay, xin cho người tình Bến Tre một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để người tình Bến Tre có động lực làm những clip sau. Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn. Đến đây người tình Bến Tre xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn những clip sau. Bye bye.